Trung Quốc dục viên thay huấn luyện viên trưởng sau khởi đầu kém ở vòng loại World Cup 2026. Theo truyền thông Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA đã tính đến chuyện sa thải Branko Ivankovic và bổ nhiệm huấn luyện viên đội U23 nên giữ vai trò tạm quyền. Lý do vì đội tuyển Trung Quốc đã thi đấu tệ ở vòng loại 3 World Cup 2026. Họ đại bại 0-7 trước Nhật Bản, thua ngược Ả Rập Xê Út trong thế hơn người. Với 9 bàn thua 0 điểm, Trung Quốc trở thành đội sở hữu mọi thống kê kém nhất trong số 18 đội ở vòng loại 3. Trước trận gặp Ả Rập Xê Út, CFA có động lực, động thái cứng rắn với Branko Ivankovic khi đến thăm ông và đội bóng. Đồng thời truyền thông điệp yêu cầu phải cải thiện phong độ. Sau trận, các phóng viên đã hỏi Branko Ivankovic về khả năng ông từ chức. Nhưng nhà cầm quân này phủ nhận. Ivankovic nói, câu hỏi này không nên dành cho tôi. Dù trận vừa qua chúng tôi thua đậm nhưng nên nhớ có ba đội rất mạnh trong bảng. Mục tiêu của chúng tôi là đứng trong top 4, tiến tới giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới mục tiêu này, còn 8 trận nữa và thành tích ở trận này sẽ tốt hơn trận trước. Chúng tôi để thủng lưới hai tình huống cố định, nhưng các cầu thủ đã làm việc rất nỗ lực. Chúng tôi đã có những điều chỉnh sau trận thua đậm vừa qua, và chúng tôi thể hiện tốt hơn trước Ả Rập Xê Út. Tất nhiên thất bại vẫn là thật đáng thất vọng, rất xin lỗi, Ivankovic nói. Thông điệp trên không thể làm người hâm mộ xứ tỷ dân cảm thấy hài lòng. Truyền thông cũng như khắp các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc cho rằng Ivankovic không mang đến bất cứ hy vọng gì cho bóng đá Trung Quốc. Vì lối chơi của đội bóng trong hai trận đấu vừa qua đơn giản là thiếu ý tưởng và thiếu kết dính. Tờ Gia Giao đã đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải là hệ quả của một nền bóng đá không có trình độ hay huấn luyện viên thiếu kỹ năng. Trong khi đó, theo Sina Sport, CFA đang tính cầu viện Antonio Puccher, huấn luyện viên đội U23, nên thay Ivankovic dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Những gì ông Puccher thể hiện ở giải Tứ Hùng vừa qua, thắng 2 trên 3 trận, là khá ấn tượng và ông đã chiếm được niềm tin từ các lãnh đạo CFA. Trong hoàn cảnh như vậy, Liên đoàn bóng đá nhiều khả năng sẽ lựa chọn trong số các huấn luyện viên hiện có để chữa cháy. Và Antonio Puccher là ứng viên nặng ký nhất, Sila Sport viết.